Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, do tác động tăng cường của những sóng lạnh từ phía Bắc tràn xuống, nên trong đêm nay và ngày mai thì toàn bộ các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp tục chìm sâu trong giá rét. Mưa không xảy ra nhiều nhưng mà vào thời điểm đêm và sáng thì nền nhiệt trên khu vực vẫn hạ xuống thấp với mức nhiệt chỉ phổ biến ở ngưỡng là từ 9 cho đến 12 độ. Riêng các tỉnh vùng núi cao như là tại Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu, Lào Cai thì có nơi nhiệt độ còn xuống dưới ngưỡng là 4 độ, trời khá là rét buốt. Trạng thái rét buốt này sẽ còn kéo dài sang đến cả sáng ngày mai và phải đến sau khoảng 9 giờ sáng khi mà những tia nắng mặt trời xuất hiện thì mới có thể phần nào xua tan đi cái rét được. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ rơi vào khoảng trưa chiều với mức nhiệt phổ biến ở ngưỡng là từ 17 cho đến 20 độ. Với mức nhiệt này thì ban ngày thời tiết có phần bớt giá buốt hơn nhưng mà chỉ ngay khi nắng tắt là nhiệt độ trong ngày sẽ giảm ngay xuống và chỉ còn ở ngưỡng là từ 16 cho đến 18 độ. Ngoài ra thì độ ẩm trong không khí vẫn còn ở mức thấp, chỉ ở khoảng là 60 cho đến 70%. Do vậy ngoài việc trang bị cho mình những chiếc áo ấm thì quý vị cũng đừng quên là bổ sung thật nhiều nước cũng như là hoa quả, nhất là trong điều kiện thời tiết khô hanh như thế này. Với các tỉnh ven biển Trung Bộ, trong đêm nay và ngày mai thì do ảnh hưởng của quá trình khối khí lạnh tăng cường xuống khiến cho trường gió đông bắc trên khu vực này cũng sẽ hoạt động mạnh dần lên. Dưới tác động của gió đông bắc kết hợp cùng với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn sẽ là tác nhân mang lại những cơn mưa cho các tỉnh suốt từ Nghệ An trở vào cho đến tận Khánh Hòa. Trong đó các tỉnh như là Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và phần phía bắc của Phú Yên sẽ là những nơi được dự báo là có thể xuất hiện mưa vừa và dông. Về tình hình nhiệt độ, trong đêm nay và ngày mai thì nền nhiệt trên khu vực Trung Bộ sẽ được phân chia thành 3 chế độ nhiệt khác nhau. Khu vực từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh thì có nền nhiệt tương tự như các tỉnh Bắc Bộ, trời rét nhất là vào thời điểm đêm và sáng, vì lúc này nhiệt độ cũng chỉ ở vào khoảng là 9 đến 12 độ. Còn ban ngày thì nhiệt độ sẽ tăng lên và phổ biến ở mức từ 19 đến 22 độ. Các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Quảng Ngãi, biên độ nhiệt ngày đêm dao động từ 15 đến 26 độ. Khu vực có nền nhiệt độ cao nhất trên toàn miền đó là phần còn lại bao gồm hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. Nơi đây ít mưa và ban ngày có nắng nên có chế độ nhiệt khá cao, phổ biến ở ngưỡng là từ 28 đến 31 độ, trời nắng ấm. Trong đêm nay và ngày mai thì dưới tác động khuếch tán của khối không khí lạnh thì thời tiết các tỉnh phía Bắc của Tây Nguyên cũng sẽ chuyển nhiều mây và thậm chí là đôi lúc có đôi nơi có thể có mưa. Nền nhiệt trên khu vực này sẽ giảm nhẹ đi đôi chút và phổ biến ở ngưỡng từ 14 cho đến 18 độ. Với khu vực Nam Bộ thì nền nhiệt có phần cao hơn và phổ biến từ 23 đến 24 độ. Trong khi đó vào ban ngày thì trời sẽ vẫn có nắng nhưng mà cường độ chiếu nắng duy trì ở mức độ vừa phải nên mức nhiệt đó là từ 25 đến 28 độ ở khu vực Tây Nguyên và phổ biến ở mức từ 30 cho đến 32 độ ở Nam Bộ. Trên biển trong đêm nay và ngày mai, sự tăng cường của khối khí lạnh sẽ tiếp tục khiến cho gió đông bắc trên toàn bộ khu vực Biển Đông duy trì với cường độ mạnh. Tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm có quần đảo Hoàng Sa, gió sẽ duy trì ở mức là cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Còn tại khu vực Nam Biển Đông, gió có phần yếu hơn đôi chút và duy trì ở mức là cấp 5. Riêng quần đảo Trường Sa vẫn là nơi còn có khả năng xảy ra mưa dông mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Lốc xoáy và gió giật mạnh có khả năng xảy ra, do vậy mà các tàu thuyền cần phải chú ý đề phòng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp của kênh VTC14. Chúc quý vị và các bạn sẽ có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.